một ví dụ nhỏ về âm giai ngũ khu đô trưởng. Ta được biết rằng âm giai đô trưởng tự nhiên gồm có 7 nốt nhạc, đó là đồ, rê, mi, pha, son, la, si, đô, rồi tiếp tục đô, rê, mi, pha, son, la, si, đô. Thế là âm giai đô trưởng tự nhiên người ta gọi là si major, đô major đấy, đô major scale. Thế bây giờ âm giai ngũ cung đô trưởng thì người ta sẽ như thế này, đó là người ta sẽ bỏ đi nốt bậc 4 là nốt pha và nốt bậc 7 là nốt si, chỉ còn lại là đô, rê, mi. Nốt tiếp theo bỏ là nốt pha bỏ, còn lại là son, la. Đó, hết. Chạy xuống dưới này vậy, đô, rê, son, la, hết. Ví dụ có một bài mà chúng ta có rất nhiều bài có thể chạy trên âm giai đô trưởng ngũ cung như thế này. Chúng ta có thể lấy một ví dụ một bài chúng ta rất quen thuộc, bài về ngày xuân đấy. À, tôi đánh các bạn nghe thử nhé. Được chưa? Ta xem lại thế tay của âm giai đô trưởng tự nhiên, đô trưởng ngũ cung. Bắt đầu các ngón 1, 2, 3, 4. Ngón 1 sẽ cai quản ngăn 5. Ngón 2 cai quản ngăn 6. Ngón 3 cai quản ngăn 7. Ngón 4 là ngón út là ngăn 8. Bắt đầu từ ngón út. Dây 6. Dây 6. Rồi đến ngón trỏ, dây 5. Ngón nhẫn. Ngón số 3 đấy, dây 5. Ngón trỏ, dây 4. Ngón số 3, dây 4. Ngón trỏ, dây 3. Tiếp tục. Ngón số 3, dây 3. Ngón trỏ, dây 2. Ngón út, tức là ngăn số 8, dây 2. Rồi đến ngón trỏ, lại đến ngón út. Đánh liền ta có đô, rê, mi, son. Âm giai đô trưởng. Vậy thì cái bài vừa rồi chúng ta sẽ đánh như sau này. Toàn bộ là nằm trong âm giai này. Quý vị bạn hãy thử so xem nhé. Tự dò trong này rất dễ thôi. Cứ nhớ đường chạy này. Đấy là thôi, là có. Ví dụ. Đoạn tiếp theo của nó thì nó sẽ có sử dụng thêm một nốt là nốt si, hoặc ở đây đó thì nó sẽ có là đó. Ok, bây giờ mời quý vị và các bạn thực hành. Ở đây tôi dùng chương trình Chopin để ghi lại hợp âm của bài này. Trước khi chơi, nó sẽ có một cái tiếng gõ đến 1, 2, 3, 4 thì chúng ta sẽ vào. Bây giờ quý vị bạn chuẩn bị tinh thần để chơi. Bắt đầu nhé.